vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Tech. Yên Nhi rất vui lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những trải nghiệm, những câu chuyện công nghệ thú vị thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tình quý vị nhé. Kahoot vừa có buổi ký kết với Viện Công nghệ Thông tin NIIT nhằm mang lại cơ hội việc làm cũng như phát triển bản thân cho các sinh viên cả nước trong thời đại công nghệ số, thông qua tổ chức các khóa học về phân tích dữ liệu, vạn vật kết nối IoT, trí tuệ nhân tạo AI, blockchain. Mục tiêu của cái hợp tác này là cung cấp nhân lực cho chuyển đổi số, tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình. Và cái hợp tác này chính là đem những cái công nghệ mà từ NIT Ấn Độ như là AI, blockchain để mà ứng dụng vào những cái ngành mà công nghệ cao như là nông nghiệp công nghệ cao, như là fintech, vân vân, mà không có đơn vị đào tạo nào có thể có được có những chương trình đó tại Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 5, Kahoot và NIIT sẽ tổ chức khóa học đầu tiên dành cho học viên, ưu tiên phương pháp sư phạm thực hành. Các giáo trình và hệ thống bài tập được cấp phát chuẩn của NIIT